Thưa quý vị, việc triển khai tuyên truyền nhân rộng các mô hình và hỗ trợ hướng dẫn cách thức xây dựng các mô hình dân vận khéo trong giai đoạn 2023-2025 là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện đề án số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2030. Trong năm 2023, Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức các lớp tập huấn triển khai phong trào thi đua dân vận khéo sâu rộng đến các cán bộ chuyên trách công tác dân vận các phường, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn trên địa bàn các phường xã thuộc các quận huyện. Các buổi tập huấn đã tập trung truyền tải những nội dung trọng tâm của đề án số 04 và hướng dẫn về quy trình xây dựng, đăng ký và công nhận mô hình dân vận khéo. Tôi nghĩ những cuộc tập huấn như thế này thì rất là thiết thực với những người làm công tác dân vận ở cơ sở. Bởi vì nó cũng giúp cho chúng tôi ở cơ sở biết hiểu được những cái nội dung cũng như là cái yêu cầu để mình tiến hành các công việc nó được thuận lợi hơn. Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đảng. Thông qua các buổi tập huấn, cán bộ dân vận cơ sở đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, nâng cao phương pháp công tác dân vận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Bản thân tôi lại cũng xác định là sau khi buổi tập huấn này thì sẽ cùng với hệ thống chính trị trong khu dân cư trên cơ sở là những sự chỉ đạo hướng dẫn của đảng ủy cấp trên thì chúng tôi sẽ thực hiện và đăng ký thực hiện cái mô hình dân vận khéo cụ thể ở khu dân cư nhé, xác thực. Tính đến thời điểm hiện tại, các quận huyện đã triển khai đề án số 04 theo các hình thức nhân rộng rất phong phú. Công tác truyền thông bài bản, thông qua các hội nghị chuyên đề, tọa đàm và tuyên truyền trên fanpage hay báo đài địa phương trên cơ sở mở rộng các mô hình đăng ký được giao thực hiện. Cấp ủy các phường, xã đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, phát động để người dân hiểu rõ được cái ý nghĩa của các mô hình, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực các cái tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên, đồng thời là căn cứ vào cái tình hình thực tiễn của địa phương thì xây dựng cái mô hình dân vận khéo trên các cái lĩnh vực phù hợp với thực tế ở cơ sở. Thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy cũng sẽ tiếp tục theo dõi công tác triển khai nhân rộng mô hình dân vận khéo theo đề án số 04. Nếu có những khó khăn, vướng mắc, sẽ phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy, Huyện ủy kịp thời hướng dẫn, định hướng trong việc tổ chức thực hiện để có những cách làm dân vận khéo hiệu quả ở cơ sở, lan tỏa trên địa bàn thành phố.